Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Trung Trần Mô Tô, kênh Trung Mô Tô 88, kênh chuyên mua bán và trao đổi tất cả cái dòng xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, đặc biệt là xe nhập khẩu hải quan chính ngạch, xe chạy lướt và còn rất là mới nha mọi người. Đó, em tập trung bán những cái dòng xe như thế này ha, và những cái dòng cổ điển, những dòng classic, đó, những dòng xe mà không có lỗi thời. Đó, thì vừa mới ăn Tết vô thì chắc mọi người cũng 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 chưa có quen với cái nhịp sống lắm đâu ha, chắc mọi người vẫn vẫn còn cái gì đó là nôn nao, cũng chưa có bắt nhịp lại kịp. Mình cảm thấy cũng rất là may mắn khi mà cái cơn đại dịch nó vừa qua đi, để cho tất cả mọi người cũng cũng như gia đình em được hưởng một cái mùa Tết trọn vẹn đó mọi người, bình an ha. Rồi sang năm mới em kính chúc mọi người luôn luôn thuận lợi trong công việc nè, gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý ha. Rồi thì cũng như vậy, mọi người muốn trao đổi mua bán tất cả cái dòng xe mô tô phân khối lớn, hay muốn làm những cái bằng lái tất cả các hạng luôn nha, hai bánh, bốn bánh, gia hạn, cấp lại gì hết, tất cả mọi thứ, thì mọi người xin liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0932111288 ha. Đó là số điện thoại duy nhất của em, và chính đích thân của em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhận làm những cái hạng bằng đó cho mọi người. Bằng của em là bằng thật 100% nha mọi người, phải có mặt vào ngày thi chứ không được vắng mặt ha. Đó, nhưng mà làm đúng theo những gì em nói mọi người sẽ đậu 100%, chính xác là như vậy. Còn làm không được thì em sẽ bách tiền, sẽ trả tiền lại cho mọi người, đó là cam kết của em ha. Và về những chiếc xe cũng vậy, là những chiếc xe rất là chuẩn chỉ ha. Rồi, những chiếc xe chuẩn chỉ. Đi vô vấn đề chính hôm nay, tiếp theo cũng là Honda nữa. Thì cái thằng này em xin phép được gọi cái thằng nè. Cái thằng này trong thời gian qua, từ năm từ khi mà Honda Thái về ở đây á, thì nó rất là đình đám mà mọi người. Nó là Honda CB650R Neo. Đó, nó rất là đình đám. Nó không được gọi là huyền thoại lâu dài lắm đâu, nhưng mà nó cũng là một cái huyền thoại đình đám từ 2018 tới giờ đó mọi người. Đây, rất là được ưa chuộng ha, rất là được tất cả những bạn trẻ, kể cả những người trung niên lớn tuổi gì đó, rất là ưa chuộng đó. Vì trong cái phân khúc 650, giá tiền chưa tới 300, có 200 mấy chục triệu thôi, mà mình được sở hữu cái động cơ tương đối là ổn nè, mạnh có nè, êm có nè, bền có nè, đó, cái gì cũng có hết, bảo dưỡng bảo trì cũng nhẹ tiền nữa, thì tại sao mình không chơi, đúng không? Đó, mà mẫu mã lại đẹp nữa, mẫu mã vừa hiện đại và kết hợp đánh vô cái tâm lý gần đây là mọi người rất thích về cái phong cách cổ điển á, những cái style retro hay cafe racer này nọ ha. Đó, đèn tròn, bình xăng ôm, bầu gù ha. Đó, nên ở bên nước ngoài người ta cũng, Honda cũng vậy, tập trung đánh vào những cái tâm lý của khách hàng, người ta có nghiên cứu hết rồi mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu con xe em muốn bán hôm nay, đó là con CB650R Neo 2021, một chủ đập thùng ha, một chủ đập thùng, biển số thành phố Hồ Chí Minh, rất có giá trị mọi người, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, nhưng mà chỉ mới lăn bánh có 351 km. Đây, 351 km em vừa lấy về hôm qua, nhưng mà hôm nay rất là tiếc, em chạy từ nhà anh chủ đó, em mua đó, chạy về nhà rồi chạy ra đây quay nè, thì hôm nay nó nhảy vô tình số đẹp luôn ta, 368 km ha, tài lộc phát luôn nha, 368 km. Đó, con xe chỉ mới lăn bánh 368 km thôi. Đó, còn đầy đủ hai chìa hít, đủ hết nha mọi người. Đó, còn đầy đủ hai chìa, catalog này nọ còn đầy đủ luôn, bảo hành chính hãng 2 năm ha, thông tin thì có ở hãng rồi, mọi người cứ đem xe lên là mọi người sẽ được bảo hành thôi ha. Đó, mọi thứ đầy đủ, catalog là để ở nhà còn đầy đủ, cái yên zin á là em cũng để ở nhà luôn. Còn cái yên này nè mọi người, em mới vừa bỏ tiền túi ra em đi mua luôn á, mới vừa móc tiền túi ra đi mua để cho anh em nào mua về sau nè được sử dụng cho nó đẹp. Đây, yên solo carbon nha mọi người, mới vừa mua tức thì, hồi sáng này luôn đó, mới vừa mua cho anh em luôn, tặng hết ha. Xe thì đã được vô sẵn chống đổ xịn nè, đó, vô xong
chống đổ xịn nè mọi người ha. Rồi bảo vệ cách nước nè. Đó, bảo vệ cách nước nè. Rồi cái bát tăng sên đằng sau với lại gù ben nâng gấp sau thôi. Ừ. Đó. Bát nâng với gù nâng gấp sau. Đây, cái mẫu 2021 là cái mẫu mới nhất bây giờ. Con này là con màu đen xám lông chuột ha. Đen mà hơi xám xám lông chuột. Mọi người nhìn ra nắng đó thì nó ngã ngã sang xám đúng không? Ừ. Còn chiều hay trong nhà mình dựng thì mình thấy nó là màu đen nha. Con xe này thì không có gì để nói nhiều hết, nó như một con xe thùng thôi, nó thiếu cái thùng á. Đó, chính xác là nó thiếu cái thùng chứ không có gì hết. Đó, nó thiếu cái thùng thôi. Đây cái mẫu 2021 em chỉ là để mọi người phân biệt luôn ha. Từ 20 trở xuống thì cái đuôi nó vẫn là cái đuôi mũ không à, nó không có những cái vảy cá này. Đó, nó không có cái mang cá khứa khứa này với lại cái nhôm ha. 2021 nó mới là cái đuôi này. Đây là cách nhận biết đơn giản nhìn thoáng qua của một con xe thôi ha. Còn nhiều cách nhận biết khác nữa ha. Vào số VIN hay chẳng hạn, những cái đó thì mình phải check. Còn cái này thì mình nhìn đơn giản là mình biết đúng chính xác là Trung đang nói bán đúng hàng 2021 cho mọi người ha. Kết tiếp theo là màu sơn này. Đó, còn về con xe này thì nó như mới đây. Nó không có gì để bàn cãi hết, cổ nè. Đó. Tại vì nó mới có 368 km thôi mọi người, thì nó đâu có gì đâu. Mọi thứ nó đều mới hết. Rất là mới. Đây, cái cặp kiến này thì anh chủ ảnh mua anh gắn theo cái sở thích của ảnh cho nó nhỏ gọn so với kiến zin thôi. Tai thỏ nhỏ. Cặp kiến zin thì vẫn còn ở nhà Chung á. Còn đầy đủ ở nhà em nha mọi người. Đó nhà em, địa chỉ như vừa qua em vừa đọc, thường em vừa đọc đó. 13/24 đường Trần Kế Sương, phường 3 quận Bình Thạnh. Ha mọi người. Đi Phan Đăng Lưu vào hoặc là đi Phan Xích Long vào cũng được nha mọi người. Con xe này rất mới. Anh cho em xem cái cặp bánh nè. Đó. Cặp bánh nè. Còn hai đường chỉ màu xanh và màu đỏ. Đó. Trước sau như một, trước sau cũng vậy, còn mới tinh. Bởi vì lăn bánh đâu có được bao nhiêu đâu. Nha. Đó. Lăn bánh đâu được bao nhiêu. Thì con xe này hôm nay biển số Sài Gòn là mắc nhất nha mọi người. Biển số Sài Gòn hoặc biển số Hà Nội thì mắc nhất. Con này là biển số Sài Gòn rồi. À, cái này em dán cái thương hiệu em vô thôi. 59A3 nha mọi người. 59A3. Thì em bán rất là có lợi. Nếu ai đang muốn đi mua một chiếc xe mới thì mình nên suy nghĩ lại. Mình mua một chiếc xe như vậy, nó không khác xe mới bao nhiêu hết. Đó. Thì em bán với giá chỉ là 256 triệu nha mọi người. 256 triệu. Đó, ngoài hãng thì mọi người có thể lấy điện thoại ra call lên hay gì đó, họ đang bán là 282, dao động cho tới 285 triệu. Đó nha mọi người. Đó, họ đang bán với giá là như vậy. Ừ. Đó, còn thêm một số cái giống như rút thăm, họ sẽ tặng vài triệu để voucher mua những sản phẩm gì đó của hãng, hoặc là không lấy những sản phẩm đó thì họ sẽ khấu trừ 8-9 triệu, 10 triệu gì đó, thì tùy vào cái đợt xe và có xe hay không nữa. Nếu không có xe hay màu đó hay màu này gì đó thì mọi người phải đặt cọc để giữ chỗ thì xe về thì mới có xe. Rồi, con xe mọi người cứ chiêm ngưỡng ha. Nó là huyền thoại gần đây 3-4 năm nay, nó là huyền thoại. Xe Thái thì rất là chuẩn rồi nha mọi người, siêu bền luôn. Đây còn đây nữa nè, anh chủ cũng dán sẵn vô cái bộ tem ốp bình xăng chống chày ha, tem ốp bình xăng chống chày và chống trượt đó, để mình ôm cái chân vô. Đây Chung ngồi lên thử cho mọi người xem nha, nó hot như thế nào. Gọn nhẹ mọi người ha, rất là gọn nhẹ. Cái yên này đi một mình á, thì gắn vào nhìn cho nó sport tí xíu ha, nó sport tí xíu. Còn thí dụ mọi người thì chở con cái, vợ hay người yêu gì đó, gấu hay gì đó thì mọi người tháo cái này ra, gắn cái yên zin vô, yên nệm vào ha, thì là ngồi thoải mái luôn. Đó, góc lái rất là thoải mái nè, đơn giản lắm. Xe này thì phù hợp với mọi lứa tuổi ha. Đó, xe sử dụng chì hít nè. Máy có một cái đặc biệt à, Chung đã đi qua nhiều đời xe này rồi và đã bán nhiều con 650 này rồi. Đó thì ở những cái bản cũ, không phải là bán dòng nào thì ở cái date nào mình khen, mà thật sự chính xác. Có thể con này nó ô đô ít thì nó hiếm so với những con mà bán khoảng 6.000, 10.000, 11.000 hay mười mấy ngàn ha mọi người. Đó, và thêm một cái nữa,
không biết là về động cơ ECU nó có tinh chỉnh một tí xíu nào không. Đó, mình coi trên những cái bảng thống kê thì mình thấy không có gì khác, nhưng mà khi mà chung chạy á, rõ ràng nó mượt, nó nhẹ hơn nhiều so với những cái đời như 2019, 2020. Thật sự luôn, nó mượt, nó nhẹ hơn, nó có đó. Nếu mà ai có cái cảm nhận mà chạy xe mô tô lâu 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 năm á thì sẽ cảm nhận được cái đó, chung cảm nhận được cái đó mọi người. Đó, cá nhân của chung là vậy thôi ha, chứ không biết mọi người cảm nhận như thế nào. Nó rất là mượt. Đó, chính xác, nó rất là mượt. Ha, chung nổ máy thôi. Máy thì nó rất là êm rồi, không có gì hết. À, cái này bô-zin rồi thì khỏi bịch cũng được, mà bịch thì nó cũng êm luôn. Đó. Rất là êm mọi người. Đặc biệt cái dòng Neo 650 này á thì mình chạy á, mặc dù là cái bô-zin nhưng mà khi mình chạy á, cái tiếng bô nó vẫn hù 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 hù, nó hù 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 giống như là móc nhẹ cho mọi người, nó rất là hay ha. À, chung vợt qua ngang một vòng cho mọi người xem cái dáng xe nó như thế nào ha. Đó. Rồi ok mọi người ha. Con xe như xe thùng 2021, đúng một chủ, 368 km, biển số Thành phố Hồ Chí Minh, chưa ký luôn. Đó. Chung mua thì bây giờ là chung chính chủ đó. Mọi người muốn ký ủy quyền giữ biển số hay muốn rút nhập toàn quốc gì cũng được, chung hỗ trợ và chung bao hết ha. Về cái phần thủ tục và giấy tờ bất kỳ một con xe nào hết, chung cam kết với mọi người, chung luôn là người làm nhanh nhất ha. Có thể là nôn hơn cả khách nữa. Tại vì mình làm cái gì xong một con xe nào, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm được cái phần đó, để mình làm những công việc khác, mình làm những con xe khác. Và như những người bán xe chung cũng vậy. Có nhiều cái rất là, không biết mọi người có hiểu không, để tìm được một con xe, chứ không phải là tối ngày ăn mặc đẹp rồi bán xe này xe kia, có tiền này nọ. Không phải mọi người. Nó có một cái góc nhỏ là để kiếm được một con xe đẹp, thì cái trách nhiệm của những người như chung, những người bán xe anh em tụi chung rất là cao. Mua về chưa xong mình phải test và kiểm tra qua hết mọi thứ coi nó có hoàn hảo hay không, và tiếp tục ngoài đó là những thứ về mặt giấy tờ nữa, luôn luôn phải là nhanh gọn nhất cho khách đó, xong cả mặt giấy tờ, chứ không phải là chung bán xong là quăng cho một người nào khác phụ trách về giấy tờ đâu. Chung sẽ là người trực tiếp phụ trách về giấy tờ cho mọi người ha, và xong tất cả mọi giấy tờ này nọ thì mới nhận đủ tiền nha mọi người. Mọi người có thể giữ lại một khoản tiền, ra biển số sang tên hay này nọ, mọi thứ xong rồi mới nhận đủ tiền đó. Với chung là như vậy nha mọi người. Ok rồi, mọi người cần thêm chi tiết gì về xe, thông tin gì về xe hay các thủ tục bằng lái thì mọi người cứ call trực tiếp cho chung qua số điện thoại 0932111288, hoặc là cứ ghé qua nhà chung xem xe thoải mái, không mua cũng được nha, qua cà phê cà pháo nói chuyện đàm đạo chơi thôi, trên trời dưới đất gì cũng được. Nếu mà khi đó chung rảnh, mọi người cứ điện cho chung hoặc qua nhà chung tại địa chỉ là 13/24 đường Trần Kế Sương, phường 3, quận Bình Thạnh nha mọi người. 13/24 đường Trần Kế Sương, phường 3, quận Bình Thạnh. Rồi ok, chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui tươi, tràn đầy năng lượng ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Mọi người cảm thấy video nào hay, bất kỳ cái gì, mọi người xin vào kênh của chung, like, share và đăng ký kênh của chung nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.